Hello, xin chào cả nhà. Em quá là tiếp tục lên sóng ha. Trước khi lên sóng em gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu một em Panasonic FE KFH07, con này là khử mùi diệt khuẩn mùi ẩm ha. Ngoại hình đẹp, full hộp, full thùng, thùng nó thì nó hơi xấu ha. Đó, nhưng mà full thùng đó. FE KFH07 ha. Số con này đổ. Đây là cái phổi của nó nè ha. Tại vì em để nước vô trọng em thử á, mất công nó ướt, mất công lắm. Nên em để ra ngoài. Còn cực kỳ đẹp, nguyên zin 100% nha, không có sửa chữa gì ở đây chân. Con này là điện 100V. Đây. FE KFH07 điện 100V, 23W ha. 2012, không bởi, không nứt, không mẻ gì hết nha. Con này nó có cái là thiếu nước nó sẽ tắt hay nó báo tí tiết, nó sẽ không chạy nữa nha. Đó, một cái nắp của nó này. Cái bình nước của nó đây. Bình này bự à, 2-3 lít vậy quá, 40 độ C là gì không biết. Đây à, nó có bỏ nước vô này ha. Còn cái phổi này á, thì quý khách thấy cái hình tam giác không, nó nhỏ nhỏ như muối tàu này ha. Mình để gì xuống là ok ha. Đó, mình để cái chiều này nè. Đó, gì nè ha. Úp xuống là xong ha. Rồi, ngoại hình thì còn đẹp đây, cho coi cái lọng máy luôn ha. Đó. Rồi, quên. Tháo ra là mà hồi nó không cho khởi động, quên vụ này hoài ha. Quên này tắt điện nữa. Đó, một phần là tháo ra nó không cho khởi động, thứ hai là nó không khích. Nó không khích mấy cái này ha. Là nó cũng sẽ không chạy ha. Cũng như mình để khích vô. Rồi. Để em đóng lại. Cũng như mình để điện mà mình lắc tới lắc lui chút xíu là nó sẽ không cho chạy luôn nha. Bình nước mình để vô. Cái nắp này mình đậy lại. Rồi cái phổi nó thì ok, em có giới thiệu rồi. Rồi, rồi giờ tới phần hướng dẫn ha. Giờ em tháo cái đây ha, hiện giờ em cấp điện nó nè, đó, hiện giờ bấm lúc này là khởi động, ha, à, cái đèn nó cháy ha, mấy cái phần này là tiếng Nhật, em sẽ dịch tại sao ha, bấm ok hết nè, hiện giờ nè, rất là nhiều nút ha, cái này là tốc độ quạt nè, đó, dịu nè ha. Còn này là gì, để nữa em dịch cho sao. Rồi full hộp đầy đủ, tiện nghi đầy đủ hết ha. Diệt khuẩn bù ẩm giống như cái dài nực nè. Nó khà hơi mát lên đây nè. Nó hút hơi nước lên đây nó mát lắm ha. Thổi lên. Rồi ok, cái quý khách nào, cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu dùng, mua xài, biếu tặng, con này thì biếu tặng được ha. Đẹp quá đẹp nha. Thì liên hệ em qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger. Dùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Dạ, xin cảm ơn và chào tạm biệt.